Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, ông Dennis Kreb, cựu cố vấn pháp lý của Cục Hàng hải trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, mới đây đã chê bai khả năng tiếp vận của Hải quân Hoa Kỳ khi gọi các tàu vận tải quân sự của Mỹ là những chiếc lon thiếc reset. Nhận xét này được ông Dennis Kreb nêu lên trong bài báo công bố trên trang web của Viện Hải quân Hoa Kỳ. Bài báo viết rằng các tàu của thời kỳ chiến tranh lạnh trong thành phần hạm đội của ta đã xuống cấp đáng kể, tạo ra một mối đe dọa đối với sự an toàn của các nhân viên quân sự và cả an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Ông Dennis Crep nêu ví dụ là tàu Cape May hạ thủy vào tháng 2 năm 1972 và chiếc Elthe xây dựng vào năm 1973 đều là những con tàu đã quá cũ, khả năng vận chuyển và tiếp tế kém. Thực tế này cũng đã được ghi nhận và phản ánh trong các cuộc tập trận tiến hành hồi mùa thu năm 2019. Kết quả công bố cho thấy, chỉ có 39 trong số 61 tàu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Số còn lại chỉ sẵn sàng tương đối hoặc cần được sửa chữa. Bài báo nhấn mạnh rằng, nếu thực trạng này không được thay đổi, thì Hải quân Hoa Kỳ có thể gặp nhiều khó khăn trong một cuộc chiến tranh dài ngày trên biển trước những đối thủ hùng mạnh hiện đang được tăng cường sức mạnh quân sự trên biển như là Nga hay là Trung Quốc. Mới hồi cuối tháng 1 vừa qua, thường Laurent Thompson, Người phụ trách chuyên mục quốc phòng của hãng Forbes cũng đã đưa ra nhận xét rằng Hoa Kỳ có nguy cơ thua cuộc trong một cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra tại Á Âu do tình trạng hiện nay của hàm đội tàu vận tải. Theo các nhà quan sát, Hải quân Hoa Kỳ có những điểm yếu như sau. Thứ nhất là khả năng vận chuyển trang bị kém. Hoa Kỳ thường tiến hành chiến sự cách xa bờ biển của mình. Đó là một lý do tại sao mà Hải quân Mỹ buộc phải triển khai quân đội, thiết bị và máy móc trên chiến trường từ những khu vực khác đến. Đây là một nhiệm vụ hậu cần hết sức phức tạp. Chuyển thiết bị tới nơi bằng đường hàng không là bất khả thi vì hàng hóa là quá nặng. Vì thế mà khoảng 90% tất cả những hàng hóa cần thiết phải được cung cấp bằng đường biển. Nhưng theo ông Sơn tất cả các tàu vận tải đã lỗi thời nghiêm trọng và chỉ 40% trong số tất cả các tàu vận tải sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Bộ Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ đã tìm cách giải quyết tình huống khó khăn này bằng cách là triển khai các tàu vận tải dân sự kiểu RoRo, tức là tàu roll-on, roll-off, tức là tàu vận chuyển hàng hóa là các loại hàng hóa tự vận hành lên tàu như là xe hơi, xe tải, xe móc kéo. Và trong trường hợp mà xảy ra chiến tranh thì Hải quân Hoa Kỳ sẽ được phép trưng dụng tất cả các tàu dân sự. Thứ hai, cung cấp hậu cần cho quân đội. Nhưng mà ngay cả phương pháp trưng dụng các tàu vận tải dân sự cũng không thể giúp giải quyết hết các nhiệm vụ cung cấp hậu cần cho quân đội bởi vì trong chiến tranh không chỉ cần các trang bị thiết giáp mà còn cần tới nhiều thứ hàng hóa thiết bị khác ông Sơn cho rằng vai trò của vận chuyển đường biển ngày càng quan trọng không chỉ đối với tác chiến trên biển mà còn đối với cả tác chiến trên bộ những lực lượng mặt đất thiện chiến nhất trên thế giới cũng có thể vào trận chậm chế hoặc mất khả năng chiến đấu hiệu quả do thiếu phương tiện giao thông hàng hải vị chuyên gia quân sự của mỹ tin chắc rằng các kẻ thù của nước mỹ cũng nhận thức rõ về điểm yếu này và đã tích cực chuẩn bị để có thể đánh bại Mỹ trong một cuộc chiến tiềm năng trên biển. Ông Thôn cho biết rằng, tồi tệ hơn nữa, gần đây Nga đã bắt đầu tích cực thực hiện các cuộc tập trận hàm đội tàu ngầm tại Đại Tây Dương. Điều này thì cho thấy rằng trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Đông và Tây, không phải tất cả các tàu vận tải của Mỹ sẽ có thể hành trình đến đích. Chuyên gia quân sự này nêu dự cảm không lành và kêu gọi Quốc hội khẩn trương bắt tay vào hiện đại hóa các công ty vận tải cũng như là mua tàu mới. Nếu không, Mỹ sẽ không được chuẩn bị đầy đủ cho những trường hợp khẩn cấp chắc chắn sẽ phát sinh trong vòng những năm tới. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Nếu như quý vị thấy video của chúng tôi hay và ý nghĩa, xin hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại ý kiến bên dưới video để kênh có thể hoàn thiện, phát triển và phục vụ quý vị tốt nhất trong khoảng thời gian tới. Xin kính chào, và hẹn gặp lại.